Anh em thấy không? Team của mình buổi sáng khi ăn cám vào xong là bắt đầu mẹ hót ché như điên. Hót lên mồm luôn nhá anh em nhá. Đấy. Đây là con mồi của mình đấy các bạn nhé. Mồi ghế chính đấy chứ không phải là mồi thường đâu đấy. Mình chẳng qua là khi mà nó ở trong lồng rồi xong thì mình về nhốt nó ở trên này. Đấy, bạn xem nó ché hai lần nha. Đấy. Thế nhá, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách các bạn làm cám tiếp tục nhá. Ok. Đấy, là ăn cám xong là nó hót như này. À, thưa anh em, chào toàn thể anh em buổi sáng, thật là vui vẻ. Hiện tại thì sáng nay mình vừa quay cho các bạn cái kia và mình bảo là hướng dẫn các bạn làm cám chim ấy. Thì hiện tại thì vừa nãy mình lại có cái việc đột xuất, thế nên là mình cũng chưa làm được cuộc điện thoại gọi điện để làm đi làm có một cái việc đột xuất nên là chưa dạy anh em làm cám được. Thì hôm nay mình trước khi đi làm cái công việc đấy thì mình sẽ quay cho các bạn con chim của mình và mình mới hôm qua mà đã cho ra cái lồng coi như là lồng được người ta tặng đấy. Thì mình có một cái con chim gọi là Tràm Bào Yếm Khít Khít các bạn nhé. Các bạn nhìn xem này, Tràm Bào Yếm đậm và rất là khít các bạn đấy. Đấy, cho màu yến đậm khít như thế này nhé các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, mình giới thiệu qua đây cho anh em xem. Đấy, con trào màu này. Đấy, và đã được đây là con này thì là mình đã được anh Nam kỷ niệm các bạn nhé. Đấy, anh Nam Dương kỷ niệm. Đấy, thì đây mình sẽ quay cho các bạn sáng hơn. Đấy, thì đây là chim, con chim mộc các bạn ạ. Mộc nó cũng được vài tháng rồi. Đấy thì các bạn mình quay sáng để cho anh em xem rõ hơn cái con chim đấy. Bạn nhìn rất yếm, rất là khít luôn các bạn ạ. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn. Đấy là các bạn nhé, các bạn mua chim thì khi nào mua thì là hãy tí nữa mình sẽ để cái số điện thoại của cái anh Nam Dương ở trên. Đấy, bởi vì là anh chuyên đánh những các cái con như kiểu gọi là yếm khít như thế này. Đấy, bởi vì là cái vùng của anh ấy là rất là hay gặp. Đấy, mình đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, nó hay quay đi đấy, là mình phải lựa theo cái chỗ của nó để quay cho các bạn xem. Đấy, các bạn xem kỹ nhá. Đấy, thì là con chim Tràm Bào Yếm Khít như này. Đấy. Thì các bạn ạ, con này thì mình không bán. Thế nhưng mà các bạn mà muốn gặp các cái con Tràm Bào Yếm thật đậm thật khít thì hãy lấy cái số của điện thoại của anh Nam Dương, tí nữa mình sẽ đăng lên cho các bạn xem. Và bạn muốn mua chim thì hãy gọi cho anh Nam đấy, và anh Nam luôn luôn là có hầu như là thỉnh thoảng là anh hay đánh được những cái con này đấy. Và con này thì đợt trước anh cũng đã có một con rồi đấy, và cái vùng chỗ khu vực anh ấy đánh thì là rất là hay gặp đấy. Thế vợ mà cũng lâu lâu mới đánh được một con nó yếm khít các bạn ạ. Thế nhưng mà do là thứ nhất là tình cảm của anh em nó không dựa lên tiền bạc đâu, mà coi như là chơi bời với nhau, tình cảm với nhau, nên là anh kỷ niệm cho mình cái con này. Và con này mình nói thẳng luôn là giá nó nói chung là nó không có giá học sinh đâu các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là mình nói thật với các bạn này, hiện tại thì những anh em mà đã đi đánh chim ấy, đánh chim bổi ấy, thì là đã trải qua là thứ nhất là ăn trực nằm chờ hoặc là bỏ công bỏ việc đi đấy, và cái thời gian mà người ta làm, ví dụ kiểu một buổi người ta làm có thể là 200.000 hoặc là bao nhiêu đấy, thế người ta mất công, người ta đi mấy ngày người ta mới được một cái con chim đấy, thì coi như là cái số tiền đấy các bạn nhân lên mấy ngày mà người ta bỏ đi, người ta bắt được mấy con chim đấy, thì người ta cứ thế, người ta tính theo cái tiền công thôi, chứ người ta cũng không lấy tính cái tiền con chim đâu, bán cho anh em để đam mê thôi đấy. Nên là nếu như anh em nào mà
mua chim của anh Nam ấy thì nói chung là anh ấy đã tính theo cái giá mà coi như là anh ấy đi đánh rồi, chứ anh không lấy đắt của anh em làm gì đâu, đúng không? Đấy, lại lên là trên đời này các bạn không có cái gì là ngon bổ rẻ cả, kể cả mình bán lồng chim cũng thế các bạn nhé. Đấy thì mình cũng như thế thôi, thì là người ta cũng như thế. Thế nên là nhiều lúc như anh em cảm thấy mà không mua được thì tốt nhất là các anh em đi ra quán chợ mua lồng chim, hoặc là các bạn ra quán mua các cái chim đuổi lưới ấy. Đấy thì về anh em để mà chơi, chứ còn thực ra là đấy như các cái con chim này người ta nhiều lúc là đi đánh là còn vỡ cả mồi, xong rồi là người ta đi mấy quả đồi các thứ không ăn không uống, người ta mất tiền, người ta đi công đi lại rồi các thứ. Nói chung là anh em đánh chim thì mới hiểu được. Thế nhưng mà còn đâu là mình thì mình cũng không hiểu được. Chứ còn đâu những cái ông mà kiểu là cứ bỏ tiền coi như là cứ sót thế này sót thế nọ thì còn lâu các bạn ạ, mới được cái con chim hay. Đấy, chim hay này còn đòi rẻ, thế mẹ ngon bổ rẻ không có trên đời này đâu các bạn ạ nhá. Nên là anh em bỏ tiền ra mà mua con chim thì nó hơi nó phải xứng đáng với cả cái công người đi đánh ấy, người ta phải bỏ công ra. Thế nên anh em mua anh em thì mua, không mua được thì thôi. Đấy, đây là tính của anh em mình như thế. Đấy, còn bạn xem kỹ đây, con xà mạo yếm khít đây nhá. Đấy, quay cho bạn xem. Đấy, yếm nó rất là khít luôn các bạn. Đấy, siêu khít luôn, chứ không phải là ấy. Đấy, còn đây cây dâu của mình đây. Với hai nữa là thông báo với anh em ở trên như này, cảnh báo là hiện tại thì chim nhà mình nó có rất là nhiều. Đấy, nên là với các bạn cũng có rất là nhiều chim. Hiện tại thì mùa này ấy, thì là rất nhiều những cái gọi là chim tặc ăn trộm, ăn cắp. Đấy, thì là bạn Hoàng Anh hôm trước mình đăng lên là có cái giải thưởng các thứ mà về chim ấy, thì bạn ấy đã mất cả một dàn chim rồi. Đấy, thì mình hôm qua cũng mất một con cu gáy ở cái khu vực này, và hiện tại thì hôm nay mình đã răng lưới rồi, răng dây thép gai vào đây nữa để coi như là bảo vệ cái đàn chim nhà mình. Với hai nữa là cao như thế này và dây thép gai này thì trộm cũng không thể lên được. Đấy, và hai nữa là mình đã nuôi một con chó hơn một cọc này của mình, và con chó này nó đã bảo vệ, nói chung là nó không bảo vệ trông chim đâu, nhưng mà nói chung là nó là cái báo động để cho mình chăn chim. Đấy, thì hiện tại thì con chó này mình nuôi đã rất nhiều năm, và chó này là đã được huấn luyện rồi các bạn ạ. Đấy, thì con chó này của mình nó khôn lắm. Đấy, nó người lạ vứt thức ăn vào và nó không ăn, nó chỉ có là mình cho ăn thì nó ăn thôi, kể cả bạn nướng thịt thấy như nào, ném thịt vào cho nó ăn, nó không bao giờ nó ăn đâu bạn. Nếu như mà ăn mình cho bạn luôn con chó luôn. Đấy, thế vậy nên là đây là cảnh sát đắc lực của mình. Đấy, cái loại hơi mông cọc thì các bạn biết rồi. Đấy, con chó của mình đây, đốm lưỡi nhá, huyền đề bốn chân các bạn ạ, chứ không phải là ấy luôn. Con chó này rất là khôn các bạn ạ. Đấy, mình đã đóng chuồng các thứ vào đây. Đêm nhà mình khóa cửa cổng kín tường này thì nó có đến trộm chim các thứ mình treo hết ở trong rồi. Đấy, nó có đến trộm chim thì có con chó này nó sẽ báo động rồi. Đấy, và anh em nên chuẩn bị súng cao su các thứ là để chống lại bọn nó nhá. Đấy, thì hôm nay mình chia sẻ như vậy thôi. Nhất là chia sẻ cho anh em về cách bảo vệ chim, và hai nữa là giới thiệu chim, bảo vệ chim không bị ăn trộm và chim tặc. Và hai nữa là giới thiệu con chim yếm khít này cho anh em. Đấy, thế thôi, mình xin kết thúc clip ở đây nhá. Mong anh em là hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ clip này đến mọi người, cách cảnh giác đối với cả bọn chim tặc. Ok, xin chào các bạn.